trân trọng của chú chị và các bạn ha. Tại thì em thấy là thành ủy đang lau mộ cho cầu mâm nè cô chú chị ơi. Ôi. Ủa Mỹ, cái ly nước của con không? Thằng Mỹ đang lau mộ cho cậu Nam rồi. Chứ ấm chậm lắm rồi. Để chiếc xéo đi, con lau cho mọi người. Dạ. Dễ thương không chú chị? Đây là khán giả hả? Khán giả của bài tỏ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Chị áo xanh là khán giả của chú anh chị. Dạ. Đây là cháu ruột nè. Cháu ruột. Kêu cậu Năm bằng chú ruột đó. Cũng là khán giả không biết đây tim ba người một ba biết thì với là bốn người đi xe chung. Thành Mỹ đang lau mộ cho cậu Năm đó cô chú chị ơi. Ai gọi cho đứa nào quá trời nè con, của Mỹ của ai nè, gọi quá trời nè. Đứa nào của đứa nào đây, cái máy nè. Không giữ giữ cái máy đi. Có người gọi đó. Gọi hai người ở đây, tắt hết luôn rồi, luôn gọi đó. Cái luôn gọi đó. Dạ. Cho em chụp cái tấm hình. Tấm hỏi con tới quy đó hả? Đây là Hồng Loan sắp tới rồi cô chú anh chị ơi. Em đứng đây để chị Hồng Loan thôi. Nói chung là tất cả bất cứ nghệ sĩ hay là bất cứ ai đi xuống đây đều qua tới đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng đây là sẽ gặp được thôi. Không đi đâu hết á. Nè con bỏ đây cô Vũ lên nè. Đi qua kia, đi qua tới đây nè. Nó quay như vậy là không thấy được gì hết trơn á. Còn cái khăn ướt đó dư thì đưa đây để giữ cho. Đưa cho tài 66 đi. Để em giữ cho. Là cô Mỹ nè. Biết không? Biết. Thành Mỹ, Thành Mỹ. Ừ. Hay livestream với Hồng Loan. Cô gọi sẵn hả? Cháu con Năm. Đi con. Không cho em. Hết đi cô. Thắp nhang cho cậu. Thắp nhang cho cậu cái gì ạ? À, tới rồi mình phải thắp nhang cho cậu đấy, cho chú con cô bác thì rất là alo con cái tay nữa chút xíu mình đem cho em chân lên để chân lên nữa nha dạ dạ con bướm có bầu nó đi không nổi. Nó sắp xong rồi. Thì Hồng Loan con sắp lên nè con chú chị ơi. Lên nè. Hà
Thành Mỹ, bạn của Thành Mỹ đi ra để có lẽ là đón Hồng Loan hả cô chú chị? Bà con đến khá. Đây là cái đường đi vào mộ vào năm này cô chú anh chị, đường nghệ sĩ. Đây đài hóa thân, đài hóa thân Hoàng Vũ. Đi nhanh quá em đi không lại rồi cô chú anh chị ơi. Và Hồng Loan lên rồi cô chú anh chị ơi, Hồng Loan lên, Hồng Loan lên và anh Bi Thái Tử nha. Hồng Loan và anh Bi Thái Tử. À, đây. Giờ đang đi lên Linh Hoa Tại Đàn ha cô chú anh chị. Hồng Loan hôm nay mặc một cái bộ đồ màu hồng cái dễ thương. Xe mới tới hả? Lên lên Linh Hoa Tại Đàn thôi chú chị ơi. Bên này ở luôn đi. Đúng rồi chị dạy vô đi. Coi coi dẹp đường cho chị Loan vô nè. Bảo vệ luôn, mấy người bảo vệ luôn. Có ai làm gì ở đâu mà bảo vệ với toàn. Có anh Bi á, anh Bi biết không? Có anh Bi Thái Tử á, chú chị. Quá là mười chú chị. Bữa trước mình là cái khán đài để dự lễ cầu siêu. Đây là khán đài của chú chị ơi. Hồng Loan và anh Bi Thái Tử nha. Chưa em chưa thấy ai khác. Quá đông. Hồng Loan, Bi Thái Tử và Thành Mỹ. Ủa sao vậy ta? Bà con xin chụp hình nữa cô chú anh chị.